Hello, xin chào anh em. Mình tên là Tuấn và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ cập nhật những cái mốc giá quan trọng và những cái mốc thao minh quan trọng của vàng trong ngày hôm nay là ngày 1 tháng 12. Thì mình sẽ giới thiệu qua về phương pháp chiêm tinh để cho và cách mình ứng dụng để cho các bạn mới biết đến kênh của mình được biết. Thì mình sử dụng phương pháp chiêm tinh để mình tính ra các mốc giá được coi là kháng cự và hỗ trợ đối với con vàng và các mốc tham minh ở trong ngày. Thì mình sẽ dựa vào các hành động giá khi vàng chạy về các mốc giá đấy để mình quan sát để đưa ra các kế hoạch giao dịch cho nó hợp lý. Thì anh em có thể thấy trực quan trên màn hình các mốc giá như là 2028, 2035, 2044, 2051, trên là 260, 267 và 276 đấy. Mọi người thấy là khi giá tiếp cận về các mốc giá này thì cũng sẽ có rất nhiều phản ứng như là rút chân, rút dâu hay là các vị trí ở săn chạm vào các vị trí sao cản của sao 1247 đấy. Ngày hôm qua. Còn các mốc thao minh là các bạn thấy trên màn hình chính là những cái vùng màu cam hay màu vàng đấy. Thì mình vẽ một cách là đi qua cái đến 1 phút của sự kiện đấy. Thì mình ví dụ như sáng ngày hôm nay có sự kiện lúc 4 giờ 19 phút ấy. Thì mình sẽ vào biểu đồ 1 phút. Mình sẽ tìm đúng cái mốc giờ này chính là mốc giờ sự kiện tăng giá lúc 4 giờ 19 phút. Thì mình vẽ tìm đúng 4 giờ 19 phút là sinh sự kiện này. Thì mình sẽ vẽ một hình chữ nhật từ trái qua phải bao quanh cái đếm 1 phút của sự kiện đấy. Đây. Rồi mình vẽ từ trái ra phải. Mọi người có thể phóng to lên để cho nó vẽ nó chính xác ấy. Đây chính là cái cách mình vẽ đi qua cái đếm phút của sự kiện đấy. Thì anh em có thể thấy là giá nó khi nó break qua thì nó rất tôn trọng, khi lên thì nó đều test lại cái vùng tham minh đấy. Hay như ngày hôm qua thì lúc ra tin ấy, nó cũng về 2044 thì nó cũng đi xuống. Còn về còn trong ngày hôm nay thì mình xin cập nhật các mốc giá sau. Ngày hôm nay thì vị trí sao chiêu cản giờ giá, ngày hôm nay mùng 1 tháng 12 thì vị trí sao chiêu cản giá đã dịch lên vị trí là dịch xuống. Là vị trí là 2039. Thì anh em có thể vẽ thêm một cái cản ở vị trí này. Ở vị trí là 2039. Em cũng có thể thấy là khi break qua nó test lại này đi lên. Thì anh em sẽ cần quan tâm đến vị trí là ngày hôm nay là 2039. Thì theo mình thấy giá mà ở trên 2039 thì hoàn toàn có thể canh mua lên. Bên vị trí thứ hai là vị trí sao chiêu cản trở giá, thì vị trí này ngày hôm nay nó dịch chuyển xuống vị trí là 2028. Mình sẽ xóa cái kháng cự di động này đi. Còn ở bên trên thì giữ nguyên vị trí sao hỏa ngày hôm nay là ngày 1 tháng 12 thì đang vẫn giữ nguyên ở vị trí 2044. Còn vị trí của săn thì đã dịch chuyển lên vị trí 2048. Nên là anh em cũng thể quan tâm thêm vị trí này. Vì kháng cự hỗ trợ di động nó theo sao nên là nó di động theo ngày.
Anh em có thể điều chỉnh sau. Còn các vị trí sao chưa cả giá bên trên thì hiện tại là vẫn đang giữ nguyên anh em, ở vị trí 2060 và 2071 là vẫn hai vị trí này thì vẫn đang giữ nguyên. Còn vị trí của sao Mercury thì đã dịch chuyển lên vị trí là 2069. Đấy là kế hoạch trong tối nay, trường hợp giá lên thì chúng ta sẽ quan tâm thêm các mốc đấy. Còn ngày hôm nay thì chúng ta vẫn ngoài các mốc giá này ra thì chúng ta sẽ quan tâm đến các mốc tham minh sau. Là mốc 4 giờ 19 phút thì mình nói rồi ạ. Bởi trưa hôm nay thì là mốc 10 giờ 4 41 phút. 13 giờ 04 phút. 15 giờ 08 phút và buổi tối thì có mốc tham minh là 20 giờ 06 phút. Thì ngày hôm nay là cũng thấy, mình thấy là cũng thấy có 5 sự kiện nên là anh em cũng hết sức lưu ý các mốc tham minh này. Nên mình xin cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu thấy hay thì hãy like, đăng ký kênh thì cũng như chia sẻ video cho mình để cho nhiều người biết đến hơn phương pháp này. Mình xin cảm ơn.